Kính chào quý khán giả đã đến kênh YouTube cho niềm vui ha. Thì hôm nay em cũng đi ngang đây, vô tình gặp một cô là trang điểm rất đẹp luôn nha quý vị khán giả. Và cái này thì mình vô mình hỏi cô coi sao mà cô trang điểm này đẹp, mà cô trang điểm này bao lâu rồi ha? Cô đeo mic giùm con ha. Đây đây. Dạ. Rồi cô cứ ấy giọng bình thường đi cô, ngồi giọng bình thường đi. Rồi có gì không? Dạ. Có gì không? Có gì không? Có gì không? Dạ, con chào cô. Hãy đi. Rồi cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 50. Cô năm nay 50. Cô tên gì cô? Đặng Thị Son. Tên Son. Tên Son ha. Son là S O N ha. Ít. Ít O. Giống như hộp son đúng không? Dạ. Rồi cô bắt đầu trang điểm giống như gì là bao lâu rồi cô? Ba mấy năm rồi. Ba mấy năm. Mà lúc trước thì nó ngay trung bình, còn ta khoảng 10 năm trở ở đây thì nó trên trung bình. Trên trung bình. Là trang điểm hơi đậm hơn. Dạ, sao mà cô lại có sở thích vậy? Mỗi người mỗi sở thích, mà đàn bà mà dạ. Ai cũng muốn đẹp mà. Dạ. Vậy thôi. Có nhiều khi người ta vừa bụng mình, ấy người ta nhiều khi mình vừa bụng, dạ. Mình vừa bụng đúng không? Dạ. Mà người ngoài không vừa bụng. Dạ. Nhưng mình trang điểm cái cú đó mình thấy mình coi được mình đẹp. Dạ. Mà người ngoài thì coi không vừa mắt. Dạ. Là cũng như là xưa và nay. Dạ, mình con xưa thấy đẹp mà, con thấy đẹp mà. Không không không, cái này nói chung vậy, nói xưa và nay thôi chứ ngoài ra. Dạ. Sở thích. Nhưng mà nào cũng muốn đẹp mà. Dạ. Rồi cô Son cho hỏi thêm á là cô có gia đình chưa cô? Có rồi. Dạ. Ông xã mắc rồi. Ông xã mắc lâu chưa cô? 14 năm rồi. Dạ, cô được rồi, mấy người con? Được một đứa con năm nay là 24 tuổi. Dạ, rồi, một người con duy nhất thôi. À. Dạ, rồi ảnh làm gì cô? Anh làm ruộng mà giờ anh mắc rồi cũng như là không có gì hết. Bây giờ là cô một mình luôn? Không, mình với đứa con 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi con của cô làm công việc gì? Đi làm nó ra ngoài nó tự lập nó làm. Dạ. Nó kiếm nhà sở nó làm. Dạ, rồi anh làm ở đâu cô? Vòng vòng Hồng Ngự mình. Vòng vòng Hồng Ngự ha. Rồi cô trang điểm như gì á, anh có phản ứng gì không? Con của cô á. Cô trang điểm như gì, con của cô anh có phản ứng gì không? Đâu. Không không, không có đâu. Con của cô á. Dễ gì. À, có khi nào anh nói gì cô không? Anh mắc trời đâu. À, con của đâu có nói gì đâu. Không nói không. Rồi như vậy á, thì cuộc sống hàng ngày của Son làm gì của Son? Tôi lúc trước tôi làm ruộng. Làm ruộng. Làm sao nha, ông xã mắc đi làm, hai mẹ con đi làm đó. Dạ. Mai xin vô chỗ Mai làm rồi sau này thôi không có đi về nhà làm sửa soạn mà lo nhà cửa quá tệ. Dạ. Dù tiền có tiền cũng lo mà không tiền cũng phải lo. Cắt nhà cắt cửa rồi. Dạ thì còn con hỏi hiện tại bây giờ cô có làm công việc gì không? Không. Không có làm gì hết. Rồi không làm gì rồi tiền đâu sống? Học hoạch với hai mảnh vườn. Ồ, cô có hai mảnh vườn luôn. Cô hai mảnh vườn đó là của ông bà để lại. Dạ, rồi hai mảnh vườn đó cô trồng cái gì? Xoài. Dạ. Chuối. Xoài chuối. Rồi ít cây dừa vậy mà. Ít cây dừa. Sống vậy thôi. Sống này lắc qua ngày ha. Cô đâu có xài phí gì nhiều, chủ là thì có một mình. Dạ, một mình. Còn thằng nhỏ ngoài thì gia lập tự lập. Dạ, với chủ mình sau thắng này kia thôi ha. Chứ mình đâu có xài gì đâu tiền nhiều. Như vậy á. Rồi cô trang điểm xài chứ dễ gì đâu có. Dạ, cô trang điểm xong phấn như vậy á thì ví dụ một ngày là tầm cỡ bao nhiêu tiền cô? Theo như cái chai phấn là 30 mấy ngàn. Dạ. Mình xài chắc cỡ 2.000 tiền phấn. 2.000 tiền phấn. Rồi là trọn bộ hết là một ngày bao nhiêu tiền? Chắc ngàn. Là chắc một ngày trang điểm cô trang điểm mấy lần? Hai lần có, ba lần có, bốn lần có. Nhiều nhất là bốn lần. Bốn lần. Nhiều nhất là bốn lần. Bốn lần. Rồi một lần đó cô cộng là hết là cỡ bao nhiêu tiền?
Nó là giỏi chừng vài ngàn bạn chứ đâu có nhiều. Dạ, vậy là vì mình đâu có xài nhiều đâu, có tiếng một kem có phắng xài dạ. Vừa có tiêu chuẩn thôi chứ đâu có tô dạ. Quá xin hạ chạy đó. Dạ vậy chắc một ngày cô xài xong phắng chắc tầm cỡ 20.000 nấu lợn ha, bốn lần cho dạ, vậy đi 20.000 cho vậy. Rồi như cô đánh son phấn mà nay là mấy chục năm vậy đó, rồi cái da mặt mình có cảm giác mà nó ngứa hay là không có đâu, bình thường đâu. Hả xài kem nào rồi y xài kem nấy. Ồ. Đâu có đổ kem đâu, không đổ kem. Ừ. Kem trời ơi, xài kem rất là bình thường, rất là bình thường luôn. Kem có chút xíu gì là mấy mười mấy ngàn bạc, mười mấy ngàn. Ừ. Chứ đâu hộp kem lâu lắm, xài hộp kem lâu, kem lâu xài lâu. Dạ ý là lúc trước á là cô đánh nó lợt hơn phải không, rồi càng ngày cái mình thấy nó lợt nó không đẹp rồi mình đánh đậm hơn cho nó đậm hơn ha, nó cho nó đẹp hơn ha. Không đi mình vậy được chung. Dạ nói chung là da mặt trắng xài phấn thì nhìn nó trắng dữ lắm. Dạ còn da mặt đen thì xài nó kem da kem phấn da phấn. Dạ nên da nó không được bằng cái gương mặt da mặt của người ta đâu. Dạ. Đó là rồi cô có tư vấn gì cho mấy bạn mà sức kem phấn mà để cách làm sao mà làm này sao mà đẹp giống như cô á, cô có cái không có tư vấn gì không? Mỗi người mỗi sở thích, mình không có quyền đâu. Dạ. Không có quyền mà ủng hộ, mà không có quyền cái gì hết trơn, bị gì mỗi con đường bà này, mỗi con đường bà nào cũng muốn đẹp chứ, mà nhưng có cái ông xã nhiều khi ông xã không chịu xích kem, còn khi ông xã chịu dọn và thành ra chọi bản không dám ủng hộ bất cứ chuyện gì. Dạ. Vì mình nằm trong cái thành phần đó. Dạ ý là lúc mà ông xã còn sống á là cô có trang điểm này chưa? Có chưa? Rồi mà ông xã có phản ứng gì không? Không, ông cũng tán thành luôn. Bị gì tôi xài vợt, xài vợt lúc còn ông xã còn sống thì xài vợt. Xài bây giờ vợt. Ông xã qua đời rồi bắt đầu cô xài đậm lên, đậm hơn theo cái tuổi, lứa tuổi của mình. Lứa tuổi của mình. Vợt mình xài kem phấn vợt thì hồi còn trẻ. Dạ. Hồi còn trẻ, còn mình giờ mình lớn tuổi, giàu có tuổi rồi. Dạ. Thì mình phải xài đậm một chút. Dạ. Xài kem phấn đậm một chút cho xứng với lứa tuổi. Rồi cô mà trang điểm gì á là nó mất thời gian bao nhiêu cô sống? Tiếng đồng hồ trở lại. Một tiếng đồng hồ trở lại. Mà có khi là ngay vừa trang điểm vừa nghe điện thoại này kia nói chuyện qua lại thì chắc đó là một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ. Hoặc hai tiếng đồng hồ luôn. Cho hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Rồi như vậy á, trong thời gian tới cô có tính là mình trang điểm đậm hơn nữa không? Hay là như gì là được rồi? Được rồi, không đậm đâu. Không đậm mà. Đậm thì không. Vậy rồi tôi còn chơi đậm nữa. Dạ. Có khi nhiều khi nha, trang điểm mình lỡ tay. Lỡ tay. Lỡ tay là đậm. Là kệ đi, bây giờ qua buổi sau thì nó cũng như là nó ăn sâu, không thâu rồi nó lợt. Dạ. Đi ra nắng nhưng mình bịt khẩu trang nó lợt. Thì đỡ một chút, rồi mình trang điểm lại. Có khi trang điểm mua về mua khác, nó không phải nó đậm bây giờ. Dạ. Rồi cô Son cho con hỏi thêm là cô có anh em gì không cô Son? Có chứ, bốn người anh em. Mà mấy anh em cô có phản ứng gì một khi cô trang điểm gì không? Không có đâu. Không nói đâu. Chung là cha mẹ rất ủng hộ. Dạ, cũng rất ủng hộ. Cha mẹ ủng hộ hồi nhỏ tới đó. Dạ. Anh em hai trai cũng không có nói tới, mà chị gái cũng không có luôn. Bị gì cấm đó, mình có chị gái đã có lập gia đình rồi là mới bước vào cái con đường mà kem phấn này. Dạ, kem phấn. Ừ, mới xài kem phấn này. Thấy chị rồi đi học mai. Dạ. Đi học mai thì rồi bắt đầu mới là ngồi mai mới là chân diện tới bây giờ. Dạ, chân diện lúc đầu á, lúc đầu mà cô chuẩn bị mà trang điểm á, cô có học từ ai không hay không? Là có sao? Đâu, không có đâu, tự mình. Tự làm. Tự mình. Mới đầu thì nó không đẹp tí ha, rồi từ từ mình có kinh nghiệm làm nó đẹp hơn ha. Ừ. Đúng rồi đó, đi ăn. Dạ. Đi ra không phải nào. Cô thường đi ra mà mấy cái mảnh vườn mình đó là tầm cỡ mấy giờ cô? Giờ này tôi đi rồi. Tôi đi vòng rồi. Vòng hả? Bây giờ chú xíu xăng chạy nước. Chạy nước vô lưu đặng mà nấu cơm nấu nước gì ạ? Dẹp dọn. Rồi sáng giờ cô chưa ăn hả?
sáng giờ mới ra ngồi hai chú kia tới ngồi nói chuyện, bây giờ anh giờ rồi chú tới nữa, thành ra đâu có đi đâu được đâu. Dạ. Ờ, hầu cô chạy nước cho con đi theo được không? Tao không vào, tao tao được rồi, được rồi. Có em bên này, tôi làm gì có ai theo làm khó hết. Làm hả? À, đúng rồi, làm sao không làm được, vướng bận. Vướng bận gì, con đứng từ xa mà. Trời ơi, thằng có em bên này. Dạ. Xài nước. Lỡ sau nhà mình luôn ha cô, hay là đi đâu tới tớ đặt? Đâu có nước chuyện bên này, ai vướng hả? Dạ. Xe nè. Nhà tới ngoài tối ngoài ngoài đường nước nóng. Ồ, qua anh kia chứ ở sau nhà mình là có nhiêu đây thôi. Ờ, đây đây là từ cái danh mì dên thẳng như tuốt trong bụi tre thì thẳng xuống mì dương. Dạ. Ý là con hỏi là giống như trong ngôi nhà mình á là chỉ là có nhà thôi chứ không có mảnh vườn hả? Nhà là có mảnh vườn là gì? Ý là con nói là giống như nhà mình khu vực này có mảnh vườn đi theo không, hay là đủ cái nhà mình ở đây thôi? Đây là cái nhà, còn xe là vườn tuột trồng chuối này kia kia nọ vậy đó. Ừ, dính liền luôn không? Ờ dính liền luôn. Ờ, có dính không? Có chứ. Có mà ít. Ờ, nó không có rộng không? Nó không có rộng bằng mấy cái mảnh vườn mà mình không cắt nhà. Phải không cô? Mấy vườn này đây đâu có cắt nhà đâu, cái này có mình tôi cắt đây nè. Dạ. Như anh chồng thì trên rồi. Dạ. Rồi đó đi thẳng ra ngoài tuốt ngoài trong lỏng đâu có ai đâu cắt chuối bọng này kia kia nọ thôi. Mà đó cũng này. Đất của cô. Ờ. Đất của cô luôn. Thì đó có đắt ông nhà chồng, bà chồng để lại không? Để lại tới giờ luôn. Ừ. Thì hôm nay ha, con lại đây thăm cô. Thì biết là cô sở thích của cô là trang điểm ha. Thì con lúc nãy tự giờ con cũng có hỏi sơ về cô. Thì sơ nào? Là cô nói là một ngày á là cô chi phí trang điểm là 20.000 ha. 20.000. Thì con của ít đồng nhiều ha, con tặng cô là 5 ngày trang điểm ha, cho cô cháu mình vui thôi. Tại cái này cũng đẹp mà, đâu có cái gì đâu mà gọi là không im đâu. Con thấy cô, con tình cờ con chạy ngang, con thấy cô trang điểm thấy lạ mà cũng thấy đẹp mắt mà. Rồi con gửi cô. Đây là tấm lòng của con ha, gửi cô ha. Dạ, để dạ. Cô này là cô trang điểm được 5 ngày. Đây, đây, đây. Rồi mai mốt trang điểm cái này rồi cô có tính là làm tóc này kia thêm không? Hay là không, làm không. Cái gì tự không? Nhiên à. À tóc tai tự nhiên là mình làm luôn. Tôi thấy nó sụ sụ vuông miếng mắt là nó thấy nó khó chịu rồi bắt đầu tôi lấy lử lao mà là tôi lấy kéo nhỏ nhỏ tôi tỉa tỉa theo. Ý là tự cô hớt tóc mình luôn. Trời, tỉa tỉa còn anh sao thì có tóc dài cỡ quấn lên cục này vậy. Ý là từ lúc xưa giờ cô có lợi tiệm hết lần nào không? Có. Có. Lần hai lần thôi chứ không nhiều. À, mà có giờ... nhuộm, có nhuộm tóc thì nó... À bây giờ bao lâu rồi cô chưa lợi tiệm mà cô hớt tóc? Dạ phạt cô lâu lắm mà 10 năm nay rồi tôi chưa có... Chưa nữa, tự hớt năm... tóc luôn. 10 năm nay rồi chưa có lợi tiệm nữa. Dạ. Thấy con cái đi học gì với ba ông xã ông mắt. Dạ. Thấy cảm thấy buồn... Thấy mệt mỏi trong mình buồn bẻo. Không phải gì, cũng không có sung sướng gì đây. Không sung sướng thấy con chừng không có vui sướng gì đâu mà ăn gì không cho lâu. Bởi vì cái mặt nó đã quen rồi, từ đó tới giờ bắt buộc phải làm. Dạ. Chứ quần áo thì rất là nhiều. Dạ. Nhưng con cái có cái tư cách ăn mặc chỉnh soạn chút đi. Chừng ví dụ một lại... ngày mà cô không trang điểm luôn, con nói ví dụ nha. Rồi cô thấy sao? Từ lúc giờ có ngày nào mà cô không trang điểm luôn không? Không có đâu. 30 mấy năm nay giờ một năm là 366 ngày đúng không? Dạ dạ, 365 hoặc 366 sao cô? Không có bỏ một ngày nào chứ. Không bỏ ngày nào. Mà không ví dụ có. Khi nào á bữa mà mình trang điểm mà trễ á rồi cô cảm giác như thế nào? Không có vượt trang điểm trễ đâu. Nghĩa là lúc nào son phấn này kia cũng ở trên mặt cô hết chứ không đúng. Có lúc nào mà tranh thủ mặt. Ví dụ như mà bữa nay là chủ sẵn làm cái gì đó. Dạ. Là mình phải tranh thủ. Dạ. Thức sớm. Thức sớm rồi làm đàng hoàng thứ đấy là bắt đầu mình đi làm công chuyện. Dạ. Chị ra có cái khách khứa bất tử đó. Dạ. Khách khứa bất tử là cũng như là người ta lợi mà nhà tôi tới nào là 10 giờ tôi mới mở, tôi mới kéo màn ra. Dạ. Có ngủ của mình
Dạ. Nằm dần dừ tới đâu 7-8 giờ chứ mới ngồi vậy. Dạ. Rồi nếu mà có khách bất tử thì coi kiến quẹt 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 bị vậy sơ lấy lau vào sạch sẽ mặt mày ra giúp khách. Dạ. Không có gì. Cho con hỏi thêm nữa là ví dụ cái khuôn mặt mình trang điểm như vậy rồi mình có rửa nước rồi này kia cho nó sạch lại hay dùng cái gì chùi cho nó sạch lại rồi mới trang điểm tiếp hay là cứ để gì trang điểm nhồi vô cô? Cái gương mặt mình nó nhẹ nhàng. Dạ. Gặp nó thoáng mát, nó trắng trẻo. Dạ. Nó không có cái bực bợn gì á là bắt đầu mình tiếp tục làm hoài. Dạ, tiếp tục nhồi vô hoài. Nhồi bằng cái tư cách là giống như là quét sơ vậy. Quét sơ lại rồi nó này kia nọ thêm vô không có gì hết. Chứ có khi nào cô rửa mặt không hay là không rửa luôn? Rửa chứ. Rửa phòng rửa sơ là cái rửa là gội đầu đàng hoàng sạch sẽ mà. Là giống như là bình thường lúc mà chưa trang điểm luôn ha. Xong rồi mình mới lau mặt rồi kia mình mới trang điểm vô. Ừ. Rồi có nhiều khi mà mình thấy khuôn mặt mình mà gọi là nó sạch quá đó là mình trang điểm nhỏ vô luôn. Cái đó là theo như tôi đoán là công chuyện. Dạ. Công chuyện gấp quá. Kẹt quá. Thì là mình làm nhồi vô. Nhồi vô luôn ha. Nhồi vô mà hơi thôi nha, chứ không có làm gì yêu cầu là nội tâm là cái này. Dạ. Cái này là giờ còn hai bên này thì quét sơ. Thế là nội tâm là cái chân mày. Ừ. Chứ người ta ăn khách thì có cái chân mày cặp mắt thôi. Yeah. đẹp là nhờ cái cặp chân mày với cặp mắt đó. Yeah. Vậy đó. Rồi thấy cô giống như là cũng phết vô ngay cái lỗ tai nữa hả? Có chứ. Có luôn. Phải cho đều hết. Rồi. Yeah. Làm phải làm cho đều. Như là cô cho hỏi thêm đó là từ lúc giờ có khi nào cái da mặt mình nó bị dí ứng mà nó ngứa này kiểu không có đâu nha, đầu hàng nha, không có luôn. Cô cái da mặt cô là hợp với kem phấn rồi đó. Bởi vì tôi xài á. Dạ. Tôi xài á cái loại kem á. Dạ. Kem nào nó thích á. Dạ. Là trước khi là tôi phải cạo lông mặt. Dạ. Cạo lông mặt đàng hoàng sạch sẽ ha, tôi rửa đàng hoàng sạch sẽ hết trơn là tôi đánh kem vô, nếu mà nó phản ứng thì biết liền, dừng lại liền. Mà từ xưa giờ có bị phấn lần nào chưa? Không có đâu. Không có hả? À. Con cũng được tìm hiểu á là giống như người ta muốn đổi cái loại kem hay loại phấn gì đó, cái người ta tha trên tay trước ha, tha lên tay trước rồi cái để vài ngày thử coi nó có phản ứng không. Không phản ứng rồi thì người ta mới xức lên khuôn mặt. Còn cô từ lúc giờ là không bị phản ứng với kem phấn lần nào luôn. Không có đâu. Hồi nhỏ tới lớn giờ không có. Dạ. Dạ thì lợi hôm nay lợi thăm cô Son để mình giới thiệu cho quý vị khán giả cô Son trang điểm một cách là rất độc lạ mà nhìn rất đẹp. Dạ thì tới đây thì cái video con kết thúc. Cảm ơn cô Son nhiều đã cung cấp những hình ảnh đẹp lạ cho quý vị khán giả trên kênh Trao Niềm Vui được xem. Một nữa cũng chúc cô Son là luôn luôn vui vẻ nè, tràn đầy sức khỏe nè, luôn luôn theo cái điều mà ham muốn của mình là làm đẹp trên khuôn mặt ha. Dạ, chào cô Son. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Dạ. Nhiều nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều nha. Dạ. Cảm ơn trăm ngàn. Dạ. Trăm ngàn là để là làm kỷ niệm đi. Dạ. Được 5 lần đó cô, được 5 lần đó. Dạ, chào khán giả nha. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Dạ, bye bye.